Xin chào các bác, khá là lâu rồi không quay ẩm thực ở nhà các bác ạ. Hôm nay cũng nhân dịp nữa thì xin chào mọi người, xin chào. Mình làm cơm các bạn, vào bếp. Trong thời gian này thì Cúc Khánh ốm suốt nên là mình cũng không ghi hình, với cả có chút việc nên là mình bận không ghi hình được. Đấy, xin chào mọi người con. Chào các bác đi. Hôm nay có anh nội đang chủ tài chế biến trong bếp rồi các bạn. Mình cầm máy ghi hình một chút, cũng vừa làm xong, vừa ngớt tay, nghỉ tay một chút để ghi hình một chút cho anh em. Hôm nay nhà mình có con vịt, mình bổ xong và đang được luộc trên bếp rồi. Anh nội đang... em vừa lật xong rồi. Đó, ở đây có một chút thịt trâu, mình ướp và nướng, nộm. Đó các bạn, cái này thì nướng, lúc nữa thì mình nướng và nộm thôi. Và có những cái món nữa thì lúc nữa mình sẽ ghi hình. Hôm nay có cả cá ở bếp ăn nội vào bếp chế biến các bạn. Ở đây có một đống cá ở đây nữa. Đây, hôm nay mình đi chợ mua được. Ôi, cá quả các bạn. Mẹ đây. Loại bé thôi, không có loại to. Hôm nay được Trâm đi chợ mua đồ cho nên là về bắt buộc mình phải chế biến các bạn. Mua rồi phải chế biến thôi. Khánh thì đang ở đây tìm. Ông bế con đi. Tao đi chân đất con. Đó, đây thì trâu ơi. Ẻ. Cái này lúc nữa thì sẽ nộm các bạn. Mới lá mùi tàu. Mùi ta. Này đang nướng ép rồi nhỉ? Đấy, thì nó mới ngọt. Hai vị. Con trâu hút nhau, hai con trâu hút nhau à? Hút nhau à? Hai vị được ấy, hết. Hết này. Nướng như thế này thì nó sẽ ngọt thịt hơn các bạn. Hết không? Hai vị. Cái này mình làm cái thớ nó theo thớ rồi, nên mà nướng về mà mấy anh em mà ngồi quây quần với nhau, mỗi người một miếng mà sẽ thì cũng ra gì đấy. Sao đấy con? Ẻ đây. Ốm về nhiều. Ốm về nhiều. Nhiều. Khát sữa à? Đi tặng hoa cô giáo lại khai hết nào. Mấy cô chiều cho tí lại khai hết rồi. Không đi có gì không có tiền khai hết này. Đi tặng hoa cô giáo à. Rồi bây giờ thì đem lên nướng rồi bạn, thì cái này cũng nhanh thôi. May có mọi người xuống chơi nữa, có Ado, Mẩy Thùy nữa, có anh Nhiệm nữa trong chơi, nên là mấy anh em làm cơm lâu lâu họp mặt nhau tí. Đấy. Vịt sôi từ nãy anh ạ. Tí lật lại bên bụng một tí nữa, sợ nó chưa ấy, hoặc là đem xuống ủ thôi. Làm cái xiên nướng cá, cái này thì cá quả nên là mình thui rơm thôi. Mình sẽ để cả như thế mình thui rơm. Vừa rồi em Thanh vừa đi lấy rơm về cho mình. Bây giờ thì toàn đốt thôi. Đem đã đốt. Hơn chục con. Không biết có ngắn không nhỉ? Chắc không ngắn đâu nhỉ? Cắm đất không ạ? Ừ. Dài quá nó lại. Hơn chục con này, hơn chục cái. Mấy anh em ngồi quây quần với nhau. Đấy. Cá quả thu rơm thì tuyệt vời rồi, ngon. Như theo các bác bảo là không phải là mình ăn bẩn đâu các bạn, nhưng mà nhiều người thấy trước mình làm thì mình mổ cơ. Nhà cái này thì mình không mổ nữa hôm nay ấy. Các bạn bảo là nhiều người sẽ bảo là ăn như thế nó mới ngọt hơn, nên là mình cũng để cả
như thế. Ừ, cà pịa. Bao cây rồi nhỉ? Tươi không? Bị cháy. Hơi dài ấy. Hơi dài ấy. Ừ. Cái nhỏ. Nhỏ. Cắm sâu cũng được mày. Không được chứ. Anh cắm xuống đất trước rồi mày cắm cá lên sau. Thử thôi. Nó ngắn hay dài thế nào? Đấy. Đấy. Cá đang nhảy cắm rồi. Ngắn mà. Không còn dài. Con này bị teo rồi. Anh mày bắt cái. Được, con này bị nhảy. Thì không thẳng ấy, cắm được sâu nó thẳng hơn. Đấy. Này luôn. Nó cong hết. Chợ đó đổ rồi. Ngon thì đã. Mỗi hôm khoảng tổng 3-4 con đấy nhỉ? 4 con thôi. Làm một lễ thưởng thọ. Thưởng thọ, để mừng thọ. Yếu anh em ngồi với nhau, đồ thủy cũng bảo xuống chơi nữa thì thôi tiện thể làm luôn. Cá chào cờ ấy nhỉ. Con cá chào cờ. Hôm nay nó có loại này thôi. Mày chợ hay nghe tìm những cá bé, cá to. Này toàn cá bé, không cá to. Ở nhà ông Von à, đang ở thao ao à? Ông Von á? Ừ. À. Cái bé đi từ sáng rồi. Này em đi chợ. Kiếm cá to to tí. Ừ. Bảy. Cá chọc cờ. Nhập khẩu 30 đòn chính này mà ăn cá không cũng chưa ấy. Nên phải ăn tô cua hoàng đế rồi. Cua hoàng đế đơn giản. Tô ba ca, cua hoàng đế. Nó lặn như thế mà hôm nọ lặn như thế mà không bắt được con nào. Điều nghị đang bảo bán lưới đấy. Hả? Điều nghị bảo bán lưới đấy. Bán lưới á? À? Em sợ rồi, dám đi nữa bảo bán lưới. Này, này, ăn con bác Hà. Bắt nhảy ra được à? Giỏi nhỉ? Cá vẫn tươi lắm mọi người ạ. Dậy ác lắm. Không có một cái gì ở ngoài. Sợ cá lạnh mẹ phải bắt chân vào cá mọi người ạ. Thôi. Quần trước sợ tí em sợ mèo vào. Nó moi chưa? Hả? Em đi kỹ vào không có mèo nó moi hết. Không, đốt luôn chứ. Ừ.
Đấy. Mùa đông lạnh quá, sợ cá nó tóng, phải sưởi ấm vào nó. Đặt vào. Đấy. Đây đi. Nhảy hai con ơi. Cảm ơn. Ây, nó sắc đi. Mồm nó sắc đi. Trong hỏa bếp thì một mình nội một cái quạt người ngồi nó thịt trâu. Bao ngày là cả ba bông. À, đủ. Hai luôn. Chí thôi. Đừng đốt thôi. À, hơi tối không gì. Bữa tí mình lại nộm thêm nữa. Sẵn đâu nhiều nhiều méo ấy nhỉ. Hay cả chiều cho anh nội mỗi món này sao ấy? Thôi anh chỉ ta nhiệm món này chứ còn. Ngồi quạt nữa ngồi đây canh thịt nướng. Tối đến bữa mới lấy ăn chứ còn. Anh ghế phải lấy. May còn lấy sớm quá nhỉ anh nhỉ. Anh ghế phải lấy làm cơm mà. Nghe là cũng không phải lắm nhỉ. Nhưng mà tối ăn cũng ngại ấy nhỉ. Vào nhà đi. Mẹ ơi,
ngồi đây. Cái gì đấy? Ở nhà đi. Ở đây ấm quá, ngồi chi quái sao. Xong hết rồi. Em thấy bà con thương đấy. Coi tháng đi viện 4 lần mà. Tuần nào đi viện? Ừ. Tháng này cái này anh ăn cơm ở viện không anh ấy? Có sao bị khoái không? Có. Làm tí rau xanh nó xanh ruột các bạn. Cái này là rau dớn. Hai chiêu nhau ở rau hớn. Cái này mình luộc trần đi và lúc nữa mình sẽ nộm các bạn. Nộm mới lạc. Với chanh, vắt chanh thôi. Đơn giản thôi cái này. Cũng luộc nó chín luôn đấy. Rau xanh nhiều phết. Tiếp đi, món này rẻ mà. Đấy. Có, tí nó ngót đi mà, cái này tí mình vắt chanh mà nó ngót. Đây nào, phải nhiều nhiều một chút. Không làm sợ đi ăn ngại ấy nhở. Nhưng mà tranh thủ ra làm một tí. Anh Mạnh lừa mấy lần rồi. Anh Mạnh lừa mấy lần rồi. Tí cho bê mâm cũng được. Bê mâm có múc canh. Nếu anh Mạnh mời trưa là cho thằng Giặc nhà em đi đấy. Nhưng mà thôi giờ này thì thôi. Đêm về sợ ốm. Ốm mệt lắm. Đấy, nhiều. Chủ công nhiều. Chủ công có mẹ Mạnh vào về đi chơi bóng. Nhìn vợ ba mâm nhìn là mẹ Mạnh nhớ đến thêm rồi thêm tối lên lưới say lắm mà say hết cơ rồi hôm đấy rồi đi ăn cưới phải thuê ô tô đi mà để say còn có người có đưa về nhà. Chứ là do kiểu gì hụt này anh? Hả? Do kiểu gì hụt này? Không phải hụt mà là do cái lá này nó chỉ đến nước này thôi đây này. Đấy. Bé. Kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi? Bao năm cắt mâm lá rồi. Nó hơi bé tí nhỉ? Cho mâm mẹt thì vừa. Cho mâm mẹt to quá. Cắt bằng cái lá nó bé thì mình... Đây này. Vừa rồi tính cắt nhưng mà thừa ra thì nó lại lẹ mất. Cái khẽ anh ạ, tí là rụng hết cả mâm ấy. Giờ sẽ đưa cái cá ra ngoài mâm rồi. Đáng là mình nướng sau sau tí anh ạ, để cho cá nó nóng ấy. Cá nó nguội hết rồi. Cá nguội hết. Cuốn vào rồi. Đúng rồi. Mỗi ăn một mâm được 4 con. Mỗi mâm mấy con? Mâm 4 con. Một mâm 3 con. Không, có một mâm 3 con này anh chọn con to anh ạ. Con to thì... Con to một mâm 3 con. Có mình một con. Mua ở đâu ấy? Kiểu đó. Sáng ấy đi chợ thấy có cá hay hay mua luôn. Chợ ở đây á? Hay là chợ ở đây thị trấn? Đem mùi luôn. Đó thì trâu thì để anh đô thái một lần. Hả? Trâu nướng. Để tí ai ăn người đấy xé cho nó. Đã kịp xem không chị? Đúng rồi. Này chẳng hơn à. Ai ăn người đấy thì xé. À, ăn người đấy xé. Bên trong còn hồng hồng này. Chung là nó ăn vừa vừa tái thôi. À, mình nướng hai lửa rồi. Một lửa trước và sau nữa cần thì ăn mình sẽ nướng lại một lần nữa. Cứ chia đều rồi nhá. Căn đi.
bé bé tí nữa không đủ chia mẹ đánh nhau ấy. Tối nào đấy luôn chị Vững, con gì về về ra đĩa à? À chưa kia à? Đầu bếp năm sao này hỏng rồi. Ôi, giờ mới lên giờ mới lên không biết là làm mâm gì nữa. Cho vào đĩa đếm miếng nha, đếm mà không đều ấy. Đỏ quá, đi hỏi nó ăn không. Bánh thì tầm này là vừa không, nhưng mà đây đây để mâm nó còn mâm hồng. Phụ nữ là cái miếng này này nó còn hồng này. Miếng hồng này mình để mâm phụ nữ lên miếng này này đâu mâm nào, mâm là không có tí canh này, mâm không uống rượu. Ôi con này đầu nó này chắc chị em này không máu sợ lắm. Mình lại thích kiểu này đúng không, nó mới ngọt thôi đúng không, gọi là bò tái kiểu bít tết này. Bò tái chanh bít tết đấy, bít tết. Tiếng Anh đọc là gì nhỉ? Đọc chuẩn à? Chuẩn người người không biết chuẩn, chuẩn người bản xứ nhá, từ chuẩn người bản xứ nhá. Biết tích à? Thế mình đọc còn sai rồi. Dạy tiếng Anh mà hỏi tiếng Anh biết cái gì rồi. Của tiếng Anh nhưng mà gặp Tây là chịu luôn. Đâu có cái rôi giềng không? Đây đây, giềng em vừa. Mài giềng vậy là... Có cái mài giềng đâu nhỉ? Em Mạnh ơi! Đây đây, thế này. À đây đây. Cái đuôi giềng nha mọi người. Hôi châu ấy. Châu đầm hay là châu? Có cái mài khác à? Thịt châu phải thế chứ. Cái mài cái này sợ lắm. Sợ đâu? Châm mài không? Châm mài kinh nghiệp á. Cái bằng đâu rồi? Bằng cử nhân đầu bếp rồi. Thế bỏ treo cái bếp vậy cơ mà. Đóng khung vào. Đóng cái đinh nào cho. Từ hôm lấy cái chứng chỉ về anh hôm nào bếp được đúng một hôm anh ăn hết nồi cơm mà hôm nào đi thì người ta bắn đi qua đây ấy, ép dẻo ép plastic ấy, ép xong là mình đóng cung vào nó mới bền được. Bằng gì? Bằng đầu bếp hả? Cử nhân đầu bếp. Chứng chỉ nấu ăn, chứng chỉ nấu ăn. Thế là hơn hẳn mình đấy. Có chứng chỉ nấu ăn á? Ở đâu? Lớp học cấp tốc 10 hôm sau lớp học cấp tốc về. Đi học làm gì để ấy á? Để mua nhà hàng á? Thì đâu ạ, nấu cho chồng ăn. Nấu cho chồng ăn rồi. Từ hôm về nấu được một bữa anh ăn hết cả nồi cơm mà. Nấu rồi. Một giờ mới cho ăn thì đúng rồi. Để cho Thùy đi học một khóa cho nào. Nó mở mà ở ra nó mở cái gì nữa? Cái gì? Đặt mở hết nha, bao nhiêu đặt hết nha. Hả? Đặt hết chứ. Đặt ăn cả bên thịt chim này. Chị nấu ăn mà, ngon hơn, để anh nấu thôi. Anh nấu ăn ngon hơn thì cứ nhận thôi. Em nấu thôi, em có bằng này thôi, nhưng mà em vẫn để em Mạnh nấu một. Có chồng một đầu bếp nó sướng đấy. Đúng rồi. Ai nhận mình nấu ăn rồi cứ vào bếp thôi. Đi là ngày nào ăn cũng bị chửi một tí, nhưng mà ăn được. Nhục một tí nhưng mà ngon luôn. À, xúc chẳng keo đấy. Điên không? Món nó chấm có gì là chuyên chấm món gì đấy? Chấm thịt trâu ấy. À, trâu. Thịt trâu, thịt bò, thịt dê. À, có mắc kén ở đâu nhỉ? Tụi em mắc kén rồi. Không, không. Không, không. Mỗi cái này thôi. Đấy. Thế, tuyệt vời. Xong, lên thôi. Chuẩn bị đi. Khai mạc đi. Đó, mầm xếp ở nhà hết rồi mọi người. Nay thì làm 3 mầm thì được có một số món lắm mọi người nhé. Có mày có thịt thịt chim. Đó. Đây là món chim sẻ. Và tiếp theo là cái món rau dấn nộm. Bên này là món thịt trâu tái này. Thịt trâu nướng. Đó, thịt vịt này. Tiếp theo cái món cá hun khói này, anh kể cho mình. Đó. Và tráng miệng này, dưa. Nói đi. Em đi một thịt gà. Thịt gì? Chắc là thịt. Ăn. Đi thăm. Quay phát lại làm luôn. Trong vào túi quần đi cất đi nhá. Mua sứa nhá. Được chưa? Đấy, ngồi thôi. Ai lấy đây? Ngồi như thế này thôi. Về đi, về đi. Em bé chứ. Lúc xử đó.
Không thì đỡ, đúng rồi, ngồi dài dài này. Đấy. Hôm nào mình cũng nhấp được. Đúng rồi, ngồi dài như này thôi. Đỡ, đi đua đi. Nào, Huy, mèo. Ăn mèo này còn rửa cháu không cơm em. Dê nhỉ? Này, này đâu kêu rồi, không ăn. Bảo, bảo quá thành tích nhỉ? Này mày mày hay mày. Ba mẹ thu rồi. Nào ba. Nè. Ba luôn ơi. Hồng Minh. Cá bả mà nè, cá sử mà nè. Nặng cá mặn nè. To nhỉ. Mặt mưa phải non. Sinh nhật anh Đô ấy, sao sinh nhật anh Đô, sinh nhật thằng gì? Mình là Trung nhỉ? Đi đây là... Không làm sinh nhật đâu, nếu gặp đấy mình ẩn đấy. Lấy cả Minh Khánh đấy cơ mà. Minh Khánh Trung sinh nhật với... Minh Khánh Trung sinh nhật với Đô nên hôm đấy không thể ẩn được. Hôm đấy là lên ăn bám kéo. Anh Mạnh phải đăng luôn để cho người ta biết chứ. Chúc mừng luôn. Trước kia sinh nhật toàn là mấy mâm, bây giờ đến sinh nhật á, mình ẩn đi thôi. Bà Táng còn làm trung thu, hầu trung thu, hầu còn làm hàng xóm này làm sinh nhật cho bà Táng. Rồi, sinh nhật anh ấy, anh không làm sinh nhật mà nhiều thằng đợi ở nhà không thấy anh mời mà. Đấy cổng nhà, cứ đứng ở nhà anh nhỉ? Tức là mời sinh nhật chứ. Ồp, hai người mâm giả, ba người mâm giả. Đúng rồi. Nhìn rõ nhà hôm trước lên đây ăn cơm mời mình sinh nhật mà hôm sau không thấy đâu cả. Ờ, cho em vào thắc mắc cái bảo anh Nội bảo gì sinh nhật thế mà. Mời sinh nhật đồng chí không? Sao không làm? Chết sinh nhật. Mình bỏ mồm người khác ấy. Mấy thầy đi. Đợi nghe bà mày sao mà tắm lâu thế? Đi rửa tay. Này, mì à? Cầm một bàn cằn. Thế thì nó đều nhau. Hôm qua với Toàn cũng đã căng. Còn anh nào nữa mà, còn anh... Ăn cơm không? Dâng rồi, dâng bốn rồi. Dâng ơi! Ấy, ngồi dâng mà. Đâm đà mà trong cái tông rồi. Chắc là bạn này. Đào này Hà Sơn nên là đấy, bác sử. Hôm nay em mệt không đi ô. Hôm nay uống. Làm thế nào? Đây mẹ mình vừa mới đi. Hôm nay không uống rượu để mà sáng mình nào. Nào nhít về ngồi đây nhít. Đấy ạ. Ở bên này uống rượu đi. Em lấy đi ạ. Em mày chưa ấy đâu, nó còn học lớp 8 rồi ấy. Không sao đâu, chắc đánh nhau nha. Đánh nhau một tí rồi không sự. Thủy quay lên đấy. Ui, hai mâm mà. À, không cho bà thêm uống rượu với không được đâu. Ngày nào cũng uống mà chết ạ. Không cho bà thêm uống nhiều được, không được rồi. Tối qua. Hôm qua chả nhiều. Tối qua uống hết 3K mà. 3K hay 4K nhỉ? 4K đúng rồi. Thế mà trường hay thằng nào nói chuyện vẫn ra rượu, mùi rượu. May rồi, không ai châm lửa gần ấy. Mày, hả? Không, một thời buổi này bây giờ ai làm bánh nữa, cũng ăn thịt được không biết được nhiều. Ờ, lấy cái này cho. Thôi, xin mời anh nhỉ, mời bác nhé. Mời... Bà. Bà nhá, mời các chú, anh em nhá. Mời bán nhá. Cho mày. Cho mày. Nhít uống nhiều không? Mày nhận gọi trong mày. Mày đi nào. Nhà có nước mắm không? Cá lươn đó. Các anh chị đi rồi ăn. Ta có gì ăn nhá. Lấy một ca xuống. Mời mọi người nhá. Lòng Hoàng Huy. Sao hay nhảy sách bốc lắm mà nhỉ? Hàng Âu thì cấp kê hết mưa. A Mạnh TV. Vậy, có lúc mà người con được đơn đồng cái luôn. Thôi, thành công. Nhìn bạn hả? À, cái đảo à? Không nên. Vậy ăn cái lá, cái lô ăn đi. Vấy ăn mừng cậu lên. Mời anh nhá. Ma lê. Anh Dương ơi. Mời anh nhá. Bình dòng cúc nó hơi to tí không ạ? Hà Nội giản phí. Thế không có gì ăn hả? Có kín là khai nhanh nhá bờm không? Thôi ạ, nhà có gì lóc tay thôi. Có gì ăn thôi. Cái mạnh. Được đấy. Trâu dai quá không anh? Ăn như này ngon đấy.
Vẫn ngọt, ngọt nhỉ? Nó ngọt. Ăn này ngọt. Là số là bằng là cái tính này. À này, quá tuyệt vời. Bằng là bên ở tự nhiên nhá. Người đấy tự xé được không? Ăn tự xé mới ngon. Không, nếu mà người này xé nhà bón cho người kia cũng ngon đấy. Thêm một miếng chia nhau ăn dần thôi. Ăn nó ngon hơn. Thôi, xin mời nhau cái nhỉ. Lâu ngày không gặp nhau nên là làm tí cho nó tình cảm nó đi lên nhé. À, à lấy gió ra ấy à? Cứ ấy thôi, hết đi. Nồng quá. À. Rượu mới nấu rồi. À, cũng nấu lâu rồi nhưng mà lấy nặng. Chắc nấu thương qua ai. Không, tháng rồi. Nhưng mà nó nặng quá. Lấy nặng quá. Hiện tại là một chuyện khoảng. Đánh cao. Đó, đô mít cái khẩu em này. Không nấu hiện không? Nhất làm tí. Không sợ đâu, mẹ lại. Thì châm cho rượu ra bên đấy. Con bị giải bên nhà mẹ. Chứ uống rượu tối mình phải đi qua đường đèo đi về đấy. Bắt đầu uống lạnh. Đây rồi. Đó. Mày này. Ờ, thằng này nó mòn. Ủa cháu không kèo. Diền đi kia như thế. Ờ, diền hả? Lươm hả? Người thế. Khá luôn như thế. Khá luôn. Cái tay ổ khá. Nhà có khá không? Có khá không? Khá nhất định nhà bóng mê. Nhiều khi quên rồi mà không biết nó đánh kinh là gì ấy. Mới dòng cồn. Mới dòng cồn. Mới dòng cồn. Ra đi, mất một cốc đấy. Khi mà chấm nó khá gì nữa, không nhớ ấy. Hân mãi khai hâm mạnh như hối. Có gấp bên này sang sang bên đấy với, bên kia đông người quá. Gấp sang ấy. Gấp sang bên đấy đi. Gấp cái 99 này. Đây này. Đông gấp tay này còn. Gấp cái 9 sang bên đấy lấy cái đỏ đỏ về. Nào cũng 9 mày. Mê là mất cuối nguồn. Cái này hay cho lồng lắm. Mẹ xé rồi. Lấy hở gắp sang này gắp sang bên đấy nhưng mà vào. Đi ra đúng. Ba xé. Đây đấy. Uống cái gì coi. Gắp sang đi. Đằng nghe lắm. 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 Chấm nhập hết cho con đồ phê. Phê nhớ trong giao tiếp đấy. Bọn ổ gắp hát kẻ thua thòn heo là ngay. Mày cứ bảo là. Nhà thòn heo là mân hên. Phát kiểu là ăn đây là cái lăng đấy. Nhưng mà điều là kinh lấu mưa, lúc là nó kinh lấu mưa lướm ngay. Đấy, đấy, đấy. Hỏi cho tao đây là được. Hơn, vật nhau ở trong không? Hôm ngoài kia mở cửa cho em vào không? Mở cửa cho em này. Mở cho em chơi với, cho em chơi với chứ. Mà không được sập cái cửa ấy. Anh kẹp tay ấy. Anh lớn cho em chơi với chứ.